Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh Tin Mới. Phương Thúy xin kính chúc quý vị có một ngày làm việc năng động và hiệu quả. Còn ngay bây giờ, hãy cùng chúng tôi điểm lại những thông tin trong 24 giờ qua. Đừng quên ấn like cũng như đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất cứ thông tin đáng chú ý nào nhé. Cậu bạn thân mến, mới đây, trên tờ 163 của Trung Quốc có cho đăng tải một bài viết có liên quan đến một lực lượng bí ẩn của Hải quân Việt Nam. Báo Trung Quốc tiết lộ đây là lần hiếm hoi được nhìn thấy hình ảnh của lực lượng tuyệt mật này, và lực lượng này hết sức quan trọng với hoạt động của biệt đội 6 tàu ngầm Kilo 636 trên khu vực Biển Đông. Video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem thực ra lực lượng này là gì và quan trọng đến mức nào. Trang 163 đã viết như sau. Vừa qua, báo chí Hải quân Việt Nam hiếm hoi tung hình ảnh về tàu đặc công trên biển thuộc Hải đội 695 của quân đội Việt Nam. Do có nhiệm vụ đặc biệt nên Hải đội được mệnh danh là đơn vị bí ẩn nhất của Hải quân Việt Nam. Nhiệm vụ mà đơn vị này thường thực hiện đó là đo đạc, lập bản đồ đáy biển và nghiên cứu môi trường biển. Nghe thì có vẻ không mạnh mẽ nhưng hiệu quả thực tế thì lại rất lớn. Đặc biệt là đối với những đơn tàu ngầm thì kết quả công việc của họ lại càng quan trọng. Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn lực lượng bí ẩn này từ các khía cạnh sau nội dung công việc và trang thiết bị. Trang 163 tiếp tục. Nội dung công việc chính của Hải đội 695 của quân đội Việt Nam bao gồm khảo sát địa hình đáy biển, khảo sát môi trường thủy văn đáy biển và khảo sát từ trường trọng lực đại dương. Giá trị của các nội dung đo đạc và bản đồ này là rất lớn. Ví dụ, việc khảo sát và lập bản đồ địa hình đáy biển rất hữu ích cho việc tạo ra các biểu đồ chính xác và các hoạt động dưới nước của tàu ngầm. Dựa trên các biểu đồ độ chính xác của hải đồ không chỉ liên quan đến an toàn hàng hải của tàu ngầm mà còn có ảnh hưởng lớn đến khả năng chỉ huy tác chiến của người chỉ huy tàu ngầm. Nếu không có hải đồ chính xác, địa hình phức tạp của đáy biển là mối đe dọa đối với tàu ngầm. Với hải đồ chính xác thì những địa hình phức tạp này có thể được sử dụng lần lượt để bảo vệ tàu ngầm khỏi bị phát hiện. Tương tự, thông tin thủy văn của tàu ngầm cũng cực kỳ quan trọng, độ mặn, nhiệt độ và độ sâu của nước biển, cũng như thông tin của lớp vi khuẩn khí hậu đại dương, cũng liên quan trực tiếp đến sự an toàn của việc điều hướng phát hiện và liên lạc của tàu ngầm. Ví dụ, các tai nạn chìm sâu phổ biến của các tàu ngầm liên quan đến tầng thảm họa, trong khi chất lượng liên lạc sóng dài liên quan đến độ sâu và độ mặn. Đối với môi trường trọng lực đại dương, từ trường liên quan đến hoạt động của một số vũ khí dẫn đường chính xác hàng hải và dưới nước. Báo Trung Quốc cho rằng, chính vì nội dung công việc đặc biệt quan trọng mà Hải đội 695 có trình độ cao, trực thuộc Bộ Tổng tham mưu Hải quân Việt Nam, Hải đoàn Việt Nam có đoàn đo đạc và bản đồ và đại dương số 6, tiền thân là đội đo đạc bản đồ biển số 6 thuộc Bộ Hải quân Việt Nam, được thành lập vào năm 1964 và được mở rộng thành tiểu đoàn đo đạc và bản đồ biển số 6. Sau khi Việt Nam thống nhất năm 1975, lại là ngày 13 tháng 8 năm 1992 đã được mở rộng thành đoàn đo đạc và bản đồ biển số 6. Sau đó thì chính thức được tổ chức lại thành đoàn đo đạc và bản đồ biển số 6 thuộc Bộ Tham mưu Hải quân vào ngày 25 tháng 2 năm 2009. Nhóm này bao gồm 7 đội, cụ thể là đội khảo sát số 1, đội khảo sát số 2, đội nghiên cứu biển số 3, đội biên tập bản đồ và bản đồ số 4, đội phát triển công nghệ ứng dụng phần mềm số 5, đội đo đạc và bản đồ biển 695, và đội đào tạo số 7 Hải đội 695 là hai đội đo đạc và bản đồ biển chính của tập đoàn này. Các tàu đo đạc và bản đồ chủ lực cũng được bố trí trong hải đội này. Hiện Hải đội 695 chủ yếu có 6 tàu đo đạc và bản đồ, trong đó loại tàu có trọng tải rẽ nước lớn nhất và tân tiến nhất là tàu Trần Đại Nghĩa mang số hiệu 8888, tàu do tập đoàn Jamen của Hà Lan thiết kế và công ty đóng tàu sông Thu thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam đóng, được bàn giao cho Hải đội 695 vào ngày 24 tháng 11 năm 2011. Tàu Trần Đại Nghĩa có tổng chiều dài 66,35m, rộng 13,2m, cao 6,5m, mớ nước 3,1m, lượng choán nước đầy tải 1.550 tấn, tải trọng tối đa 565 tấn. Cơ cấu nhân sự tiêu chuẩn là 46 người, bao gồm 19 thành viên phi hành đoàn, 27 người bao gồm nhân viên đo đạc bản đồ và nhân viên an ninh. Các thiết bị đo đạc và bản đồ được trang bị trên tàu chủ yếu do công ty Alat của Hà Lan cung cấp, bao gồm thiết bị đo tiếng vang đa tia, thiết bị đo tiếng vang đơn tia, sonar quét bên được kéo có khả năng chụp ảnh chính xác cao, hệ thống định vị đường cơ sở cực ngắn và hệ thống đo CTG cho thermostat đo nhiệt độ, độ mặn và độ sâu của nước biển, thiết bị đo từ trường và trọng lực đại dương, thiết bị đo thủy âm. Để hợp tác với các hoạt động đo đạc và bản đồ, Trần Đại Nghĩa được trang bị một cần trục 5 tấn ở phía trước và một cần trục 3 tấn ở phía sau. Ngoài ra, tàu còn được trang bị 4 tời để thả sonar quét mạng và các thiết bị đo đạc bản đồ khác về sức mạnh. Tàu được trang bị 4 động cơ diesel cho tốc độ tối đa 12,6 hải lý trên giờ. Ở đuôi tàu còn có 2 chân vịt có thể quay tự do 360 độ. Ở mũi tàu còn có 1 chân vịt đẩy phụ, có khả năng cơ động tốt và có thể được sử dụng theo nhu cầu khảo sát và lập bản đồ, điều chỉnh hướng thân tàu tại chỗ và thực hiện lái tại chỗ.
bể chứa nước ngọt của tàu Trần Đại Nghĩa có dung tích 162 mét khối, khả năng hoạt động liên tục trên biển 60 ngày, tầm hoạt động tối đa 4.630 km. Báo Trung Quốc cho biết, trừ tàu đo đạc và bản đồ số 888 được đóng mới, thì các tàu đo đạc và bản đồ còn lại của Hải đội 695 bao gồm số 884, 885, 886, 630, 632 đều được sửa đổi. Tàu số 884 được sửa đổi thành tàu vận tải nhỏ 200 tấn, hạ thủy năm 1969, thân tàu rất cũ kỹ. Trên đây chủ yếu được trang bị thiết bị đo tốc độ đa sóng CV1180 của Lauzen Innuson của Hoa Kỳ và thiết bị định vị đa tia băng rộng Sonic 2022 của Thehi Sonic LLC của Hoa Kỳ. Hai tàu khác số 885, 886 cũng được sửa đổi thành tàu vận tải nhỏ 200 tấn. Cấu hình tương tự như tàu số 884, hai tàu còn lại là tàu vận tải số 630 và tàu số 632 là tàu vận tải được chuyển giao từ các đơn vị khác trong 2 năm qua. Báo Trung Quốc nhận xét, có thể thấy việc Bộ Tham mưu Hải quân Việt Nam liên tục điều tàu vận tải từ các đơn vị khác sang, trang bị lại tàu đo đạc và bản đồ để mở rộng thế mạnh của Hải đội 695. Có thể thấy bộ đội Việt Nam đang ngày càng chú trọng hơn về đo đạc và bản đồ hàng hải. Một mặt, đây là nhu cầu giành thế chủ động về thông tin hàng hải trong các vùng biển tranh chấp liên quan. Mặt khác, đó là nhu cầu thăm dò và khảo sát tài nguyên. Quan trọng nhất đó là nhu cầu mở rộng hoạt động của lực lượng tàu ngầm quân đội Việt Nam. Không chỉ đủ khả năng hỗ trợ tàu ngầm lớp kilo di chuyển tự do trong vùng biển liên quan, còn có một khía cạnh nhỏ là Việt Nam cũng bán dữ liệu thủy văn và hải đồ các vùng biển liên quan cho châu Âu và Hoa Kỳ hay các nước khác trên thị trường quốc tế. Đây cũng là việc của quân đội Việt Nam, nhưng báo Trung Quốc cho rằng, tuy nhiên, năng lực đo đạc bản đồ hiện nay của Hải quân Việt Nam vẫn còn những bất cập lớn, trước hết là thiếu tàu đo đạc và bản đồ tiên tiến có trọng tài lớn, ngoại trừ tàu số 888. Các tàu sửa đổi khác đều quá nhỏ và thiếu chuyên nghiệp, đồng thời có vấn đề về khớp nối thiết bị cải tiến và bản thân con tàu. Chẳng hạn các chỉ huy của Hải đội 695 phàn nàn nguồn điện của tàu cũ không khớp với thiết bị đo đạc và bản đồ nhập khẩu của châu Âu và Mỹ, thiết bị hư hỏng do quá tải. Thứ hai là các thiết bị đo đạc và bản đồ đều phải nhập ngoại, sau khi hỏng hóc rất tốn kém, khó sửa chữa, thay thế kịp thời. Đội sửa chữa của tập đoàn đo đạc bản đồ và đại dương số 6 từng phàn nàn trong bản báo cáo rằng, việc mua dây tín hiệu cho thiết bị đo đạc và bản đồ nhập khẩu của châu Âu, Hoa Kỳ trên tàu đo đạc bản đồ thực tế tốn hơn 20.000 đô la Mỹ và một nguồn cung cấp điện hơn 8.000 đô la Mỹ, tương đối thiếu kinh phí. Đối với quân đội Việt Nam, giá của các nhà sản xuất U Mỹ là quá đắt. Tuy nhiên, dù đắt sắt ra miếng, nhưng việc quân đội Việt Nam đầu tư vào lĩnh vực này vẫn đang tăng lên. Trong tương lai có thể đặt mua các tàu đo đạc và bản đồ chuyên nghiệp mới, điều này cũng cần được lưu ý các bạn thân mến. Có thể thấy rằng, lực lượng bí ẩn Việt Nam mà báo Trung Quốc nhắc tới là những người làm công tác đo đạc bản đồ đáy biển. Điều này là rất quan trọng đối với lực lượng tàu ngầm Kilo Việt Nam đang tác chiến, cũng như góp phần vào phục vụ công tác hoạch định biên giới trên biển và bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc ta, là lực lượng duy nhất của Quân chủng Hải quân và Bộ Quốc phòng Việt Nam làm nhiệm vụ đo đạc và nghiên cứu biển. Trên mỗi con tàu của đoàn ngày hôm nay có những con người không sinh ra từ biển. Tình yêu nước và yêu biển khiến cho các anh sẵn sàng chấp nhận gian khổ, thiếu thốn, lênh đênh thầm lặng trên biển nhiều tháng ròng rã để đo đạc và vẽ nên chân dung biển cả của Tổ quốc. Để đo đạc. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp.